9 thành viên nhóm nhạc toàn năng B336. Hành trình 3 ngày 2 đêm. Tới đích cuối cùng là nhiệm vụ rất quan trọng. Tổ chức một đêm nhạc tại thành phố Đà Lạt ở ngày cuối cùng. Chỉ 5 ký hành lý, chỉ 1 triệu đồng cho cả nhóm. Không điện thoại, không tài sản cá nhân. Chuyến đi của tuổi trẻ đầy dông bão, kỷ niệm đẹp của tình bạn và cả giọt nước mắt tiếc nuối. Everybody, ta cùng đi chơi đi. Đi cặp súng là ở nhà hay đi chơi. Yeah. Wow, hát xong người hãy giảm được giảm đi 100 nghìn. Giảm đi 100 rồi. Chỉ mới tới để bắt đầu thôi, nhưng mà em đang lạnh như là em mặc quần chỉ mặc tay em ơi, các bạn là quá nhờ, dân Hà Nội của mình. Đúng rồi, cái này hiểu mua Hà Nội thôi. Xíu nữa tôi lại lạnh hơn, anh đọc thử thách nha. Mọi người nghe nè. Trò chơi hiểu ý, lan truyền hành động, ngôn ngữ cơ thể. Tất cả sẽ quay lưng lại với nhau, người đầu tiên biết hành động chính xác, sau đó sẽ diễn lại hành động đó cho người thứ hai trong thời gian 5 giây. Lan truyền đến người cuối cùng, phải diễn tả chính xác, đúng bản danh chính lượt sẽ được một viên kim cương. Đặc biệt, nếu đạt được yêu cầu, buổi tối nay các bạn sẽ được chiêu đãi một bữa tiệc BBQ. Nếu không, các bạn sẽ phải ăn mì gói. Được ăn là vui rồi. Mọi người còn ở với nhau 3 năm chờ rồi mình sẽ với nhau. Chị không hiểu gì em đang định nói, tự nhiên chị nhảy vào đấy. Cái này trò chơi để mà phát triển cái cách diễn đạt đấy. Đúng. Trò chơi dài như trời. Chúng ta đã có một khoảng thời gian trên cái trò này rất là nhiều, nhưng mà chưa chơi cả nhóm này bao giờ. Ok. Đúng rồi, chưa hiểu chơi cả nhóm luôn á. Đây thật là nhiều khó lắm ý. Đúng rồi á. Cứ việc làm giống anh Winner. Làm theo. Dậy mơ đi, dậy. Ê, ố. À. Ê, từ lại. Không hiểu gì luôn. Không hiểu vẫn cứ làm nha. Từ từ nha. Không được. Cái gì vậy? Đây là câu tục ngữ hay là gì? Chết rồi, không hiểu gì hết trơn á. Cố lên. Không hiểu cứ làm đi. Đầu cười đuôi mình lột các bạn ơi. Gì vậy? Là gì vậy? Không có gì chết thì liền. Các bạn sao em làm vậy nha? Mọi người làm sao em làm vậy á? Ủa nhưng mà cái này nó là câu tục ngữ hay là không? Nó là một câu rất bình thường thôi. Bầm 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 bầm. Không hiểu. Cứ làm đi. Không nhớ quay lại nè. Không quay lại rồi. Bom. Em không hiểu. Tại gì ta? Chơi mà lên đứng làm đi. Phải làm lại đời đừng có y chang á. Động tác hả? Cố lên. Bom 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 bom. Bom. Ờ bom. Mình làm thế.
Thì nó vừa làm thế mà. Nó quên đủ. Ủa làm ngược. Trời ơi, bạn này làm ngược. Ủa đâu, tất em là nhóm nữa. À, vậy là em là ngược của Kim Chi. Em đã bỏ lỡ mất một cơ hội. Chị cần nói rồi, em hiểu rồi, em rồi, phải đúng thứ tự. Đi nha, nghe nha. Răng rung cầm cập cho đấm vô rồi bắt đầu nghe sai. Bây giờ thì mà nhờ quên chết bây giờ. Ừ. Nè. Đúng thứ tự không? Đúng thứ tự không? Đúng. Ok. Rồi em nghĩ tính. Mình nghĩ là tỷ rồi. Ok. Yo man. Yo lại là chúng mình à? Làm bản sao? Làm rất nhiều luôn ấy, bà làm nguyên một tờ hộp em cũng biết làm nào. Chị làm có như vậy, có chị làm như vậy, chị ngồi xuống chị đứng lên. Trời ơi, trời ơi, xuyên những game là cái gì vậy? Trời ơi, xuyên cho bé rất là dễ thương. Để nhớ nè. Hết giờ, hết giờ. Trời ơi, khó vậy. Thôi rồi. Trời ơi, thế một ra nhiều kiểu gì. Anh em ở trong nhà. Đây là chắc cú rồi, chắc cú rồi. Ok, ok. Ok nha. Cái chân tạo ra hả? Em làm đi. Ôi dạ. Ôi dạ. Cái này mà. Đúng rồi. Trời ơi. Người ta chà mặt cái gì nè. Và thi với lại cái túi gì mà đây là một tấm này. Hát múa. Ủa nhưng mà cái này là tấm hả? Cái này là tấm múa mà. Tấm này đang về nè đó. Đâu em chỉ cần làm đúng tấm rồi. Ok ok, để em đứng đầu nha. Đứng đầu nha. Ôi thua rồi, còn gì nữa chơi. Cuối cùng để anh đó. Trời ơi, khó quá hả? Chú mua xong rồi mới nhảy. Ừ. Rồi đi.
đúng nhỉ? Quét chưa? Hết chưa? Rồi. Ôi nhảy nhỉ? Em đúng không nhỉ? Em nghĩ này sai quá. Làm đúng không nhá? Kia thì kia. Ừ, tại thế làm thế à? Thế thôi á. Chỉ sợ chỗ ông Thắng thôi. Chúng ta chọn vật chả có cái gì mà tự tin được. Em làm đây. Ok. Tôi nói lần này các bác cứ phải chắc cú với tôi. Ai đây mà bây giờ? Thẳng có là ok nha. Ok, rồi, có đây ăn mì tôm với cả BBQ nha. Bọn sao có phải múa nhở? Sao không phải? Nó là phải nhảy thế nhở? Sao có phải nhảy nhở? Thôi bạn có thể. Nó là cái câu của người ta là soi đèn đi bắt ếch. Ok, nè soi đèn nè, soi đèn. Rồi, soi đèn. Mà Hana có làm như vậy nè. Không có, ủa? Khi đang còn lại với em vậy nè. Lâu Tiếp sai từ tiếp. Sai từ tiếp. Ok. Ok nha. Có tôi lần này các ông cứ thoải mái đi. Cảm giác chắc cú lắm. Biết cái là gì? Cặp đôi nói chung là qua cái trò chơi hôm nay là thấy tinh thần nhóm mình như nào rồi, hiểu ý nhau ghê gớm, ôm nhau cái, ôm nhau cái. Ôm nhau quá. Còn có 30 phút nữa thôi. Mình vào cái homestay ở gần nhất đi. Cứ nhìn xung quanh không, tìm một cái homestay gần nhất rồi bà xin. Thế này, ai có bài con hàng xóm dưới đây không? Mình có 1 triệu mà đúng rồi ơi. Mình có 1 triệu nhưng mà 1 triệu không thuê được phòng nào đâu. 1 triệu là ngủ được 1 đêm mà. Thôi đừng vào dại dại lắm. Vào nhà dân đi, vào nhà dân. Khoai. Đi xem có thể chọn cái mặt đẹp. Vào nhà dân đi. Ở nhà dân đi. Ê mà còn lên dốc nữa. Anh sợ người ta không chứa hết chín đứa. Đúng rồi. Cái này cũng một coi mà. Mình đông quá.
Bây giờ nếu mà trong trường hợp mà không thể... So you a bad guy. Make it really rough guy. Since you said enough guy. Just always so bad guy. I'm the first guy. Make the moment sad time. Lạnh quá. Cứ bên lạnh quá. I'm the bad guy. Trời lạnh quá mọi người ơi. Mọi người biết gì không? Ở nhà này muốn cởi giày đi đất. Như nhà này là chỗ đã ôi là trận thề luôn. Sao nhà tối đèn hết rồi, tăng buổi sớm quá. Không, chị nghĩ ra thôi, có một cái hôm xanh như nào đó cầm hồn thế. Chín cái bộ não không thể suy nghĩ ra được điều gì cả. Em nghĩ là cứ nên đi cái này đi để xem như nào. Anh em không đổi hướng không? Đổi hướng đi. Chị ra cho thắng lên đầu tiên. Em đang ở đằng sau kèm mọi em người mà. Em nghĩ là thay vì mình tìm nhà thì giờ mình tìm một chỗ nào nó không ẩm để mình dựng lều. Đây. Đây chú ơi. Cái phòng mà nó ướt luôn rồi. Đây. Ăn việc nguội đâu. Anh ơi, này mở cửa. Được. Thấy chưa? Ủa đẹp quá à. Ơi khoan nó sang. Bộ phim này xong. Ơi để em vô cho. Ok. Ola. Em làm giỏi, em làm đáng thương rồi nhá. Chỗ này đẹp quá. Mọi người chạy đi. Hỏi giá luôn nha, nó lâu quá làm gì. Sao cứ mắc quá đi nè. Em chị ạ. Chị ơi cho em hỏi chị, các chị có phải là chủ căn villa này không ạ? Mà có việc gì vậy? Ý là bọn em đang quay một cái chương trình ấy, nó tên là những cô nàng năng động cô. À chị thì ý là em bối rối quá, tại vì là thật ra cả ngày hôm nay bọn em di chuyển rất là nhiều và thực sự rất là bây giờ đang rất là muộn rồi, bọn em có phải có một cái thử thách là phải cố gắng xin được ở được nhà dân hoặc là ở được nhà một ai đó quanh đây, mà từ nãy giờ bọn em đi từ cái dưới cái dốc kia lên đến đây rồi thì tất cả mọi nhà đều đóng cửa rồi. Là bọn em xin ở lại ở nhờ tụi nãy phải không? Dạ. Chị thì không phải ở chủ nhà đây, chủ nhà đây là ở Arigato gozaimasu. Cảm ơn ạ. Rồi nhanh đi. Con chua đẹp quá. Thực sự là không đùa được đâu mọi người ơi. À, chúng ta bây giờ phải tìm những cái căn nhà mà nó sáng đèn và mở cửa. Kìa, có cái villa đó kìa. Ở hotel. Được. Khách sạn. Được, có hotel đó. Cảm ơn đôi đúng không? Rất chân chị xứng hết lên. Nhưng mà bây giờ mình có 1 triệu đúng không? Cứ kiếm nó chi chủ. Đẹp quá à. Ê, nhìn xinh xanh quá, mày xinh xanh. Bây giờ mày làm nó cho mày nhỏ hơn nữa. Không cần nào, bế ra ngoài đi. Không sao đâu, mọi người nhìn chị tốt tay. Nào, biết sẵn sàng ở đây. Chết rồi chị, không nhìn thấy. Còn thức. Ngọc lên. Quay cái chương trình đúng không? Dạ, sao mọi người biết? Anh nhớ. Dạ, em thấy với xe ra đổ rác, em thấy với xe. Hello. Ủa, mấy anh chị ở bên này hả? Dạ, mấy anh chị đang không có chỗ để ở này mà. Bây giờ chị, về nhá, mấy anh chị còn có 3 phút nữa để tìm được chỗ để ở thôi. Thì mấy anh chị mạn phép hỏi các em một câu là có thể cho bọn chị ở nhờ đêm nay được không? Mà. Chỉ cần gật đầu là bọn chị hoàn thành thử thách phòng. Em sợ không đủ. Do bọn anh chỉ cần một phòng là bọn chị có thể nhét hết rồi. Thật ra là tụi em đang quay một cái chương trình tên là Những Cô Nàng Năng Động, chiếu hiện tại chiếu trên đài HTV7. Dạ. Nhưng mà em có được lên TV không? Em đã quay. Thoải mái không? Mọi người bình tĩnh. Còn mấy anh chị quay phim nữa. Tổng cộng mình có tổng cộng là 16 người. Hay là mọi người có thể cho tụi em dựng lại ngủ trên kia cũng được. Dạ, trên đó là bác chịu không nổi đâu. Chúng ta cảm ơn mọi người nha. Cảm ơn mọi người. Đi chơi vui vẻ. Chúc anh chị chơi vui vẻ. Xin lỗi đã làm phiền mọi người nha. Cảm ơn mọi người nha. Ăn lấy rồi đấy. Thực ra thì mọi người cũng muốn lắm nhưng mà... Trời ơi, mấy chị dễ thương quá. Cảm ơn mọi người. Chứ bây giờ tụi em đi luôn dạ. Chúc mấy anh chị có một kỳ nghỉ như vậy ạ. Cảm ơn. Mùi thơm quá. Dễ thương. Mấy bạn dễ thương quá. Đúng rồi, dễ thương, dã man luôn. Ê, có nhà ở đây không? Mọi người ở đây nè. Ở đây nè.
Ê thôi, tôi chỉ là đừng hy vọng cao quá. Tôi hy vọng tôi thất vọng nhiều lắm. Em nghĩ là ở chỗ này á. Ê, ê chào anh ạ. Ê, có chú vẫn đang ngồi này. Để vào thương lượng nhá. Dạ. Em chào anh ạ. Em chào anh ạ. Đi đâu nhiều thế ta? Dạ. Mọi người ơi, ra đây đi. Em đã ở cái homestay này rồi. Em đi vào đi. Come in please. Em đã ở cái homestay này rồi. Ờ rồi, khi nào thế? Anh ơi, có hai con chó đáng yêu đúng không? Nè nè nè, sao bây giờ? Anh nhớ em không? Em vừa mới ở tuần trước luôn á. Rồi, anh nhớ rồi. Mình cảm ơn mọi người, mình đã ở cái homestay này rồi. À, ok, ok. Bọn đặt trước không ạ? Dạ, bọn em... chưa có đặt, biết gì á. Hiện tại thì bọn em đang tham gia một chương trình của HTV7 có tên là Những Cô Nàng Năng Động. Bọn em là giám hộ, các bạn nữ nghĩa là bảo vệ các bạn ấy. Thì đây là nhiệm vụ cuối cùng trong ngày của bọn em. Là hôm nay là bọn em bị tịch thu hết điện thoại rồi tiền nong các thứ là không có hết. Và là bọn em phải tìm được một nơi để mà ngủ. Tá túc. Nhưng mà không phải là mỗi bọn em mà phải xin thêm cả những vị trí cho những anh quay phim và anh sản xuất nữa. Thì liệu anh có thể giúp bọn em được cái việc này không? Với một số lượng rất là đông thế này chắc có lẽ là cũng không đáp ứng đủ được. Kiện gì đâu ạ? Cho tụi em ngủ rồi sau này cũng được ạ. Tụi em có cái đèn kia đều. Chắc không được rồi. Không được. Tại vì mình khách. Tại là chỉ có một phòng dorm tám ở được 8 người thôi. Vậy là hai phòng dorm là khoảng bao nhiêu ạ? Phòng dorm một đêm là 120 một người. Ôi rẻ quá. Một người. Ôi rẻ quá. Tính theo đầu người á. Chú ạ, có thể giảm giá được không ạ? Cái này chắc có lẽ không được rồi, tại vì bên quy định là như vậy rồi, cái giá như vậy rồi. Hay là bây giờ tụi em sẽ tổ chức một cái live show, sau đó tụi em mời anh đi free thì anh có chịu không? Nếu mà mình anh thì tất cả đều được, nhưng mà cái này không phải là hôn của anh, phải được sự cho phép của người khác. Nhưng mà hoặc là tụi em có thể nào trả ví dụ 120 mà 9 đứa thì là tụi mình tổng cộng. Mọi người nên nhớ là tụi mình còn tiền để làm ra show nữa nha. Anh có thể dạ. Em ví dụ thôi nha. Tổng cộng đáng lẽ tụi em phải trả, nếu như mà muốn cái phòng đó mới là 1.080.000 đúng không? Thì có thể nào giảm cho tụi em xuống tầm 500 hoặc 600 đồng. Số khó quá. Số khó quá. Hơi quá. 1.500. Một giường thì là một người làm như đây là bọn em một giường nhất 2 người làm đôi. Nói chung là bên anh thì tính theo đầu người á. Một người cứ một người ở là tụi anh tính 120. Nhưng mà bây giờ chị nghĩ nè, cái mặc dù là mình sẽ làm live show nhưng mà bây giờ mình không có chỗ ở thì làm sao mà mình có sức thì mình ấy để mà làm live show được là quan trọng nhất. Ừ. Còn live show là mình có được nhiêu mình hay bấy nhiêu, đúng không? Anh ơi, nhưng mà cho anh hỏi là 120 một người là mình ở 2 đêm hay là mình ở 1 đêm? Một đêm chứ. Đêm một đêm đó. Là mình phải trả luôn cho 2 đêm. Không, tùy mọi người thôi, tùy mọi người. Ngày mai mình muốn kiếm lại được thêm tiền không? Cái tiền mình kiếm được thì mình có thể đắp vào live show. Nghĩa là mình phải nghỉ thì mình mới kiếm được tiền. Nếu mình không nghỉ với lại được. Mình cũng phải chi cho nhiều thứ. Ý là biết là phải ở thì phải kiếm được. Phải ăn uống nữa. Nãy giờ mình chưa ăn tối luôn mà. Hay là mình đến một phòng mà, nếu mà thỏa hiệp nhá. Thỏa hiệp thì là 50% tiền đúng không? Thì cứ chi vị trí là tầm 2.2 triệu là 2 ngày đi. Thì 50% là 1.1 triệu. Thì mình thật ra mình vừa mất kim cương mà mình vừa mất cả tiền, mình mất cả hai. Coi như là mình bây giờ thì cũng ok chứ liều đấy. Bọn em muốn thương lượng với bên ekip là giả sử để cứ thể chi 50%, tức là cho cái đêm sau bọn em. Bọn em sẵn sàng đổi lại thì cái tiền mà bọn em nhận lại được, nếu như bọn em có nhiều kim cương hơn động thì 20% nữa. 30% của số tiền của ngày mai nếu mà em đạt được. Dạ ok. 30%. Dạ được, ok. Được. Cảm ơn bên ekip. Vậy thì mình quyết chuyện nhau mọi người. Ok đấy, tiền ra đấy. Sao mày ăn mì tôm quá. 9 con người, có 1 triệu trong tay. Không đi. Vậy là ngày mai tụi mình bắt buộc phải làm được hết tất cả thử thách đó. Đúng rồi. Cho nên là phải cố gắng hơn. Hôm nay chúng ta đã quá y ạch rồi. Ăn nhiều, nhiều ăn. Cảm ơn ạ. Đấy. Có cái
chỉ có mỗi cái phòng cho 8 giường. Dạ vâng. Thì... thôi bọn em cố nhét vào ngủ được anh ạ. Dạ. Nghỉ ngơi xíu thôi, mai đi quay tiếp rồi anh ạ. Let's go. Cảm ơn anh. Đi thôi. Đã là nửa đêm rồi. Cái nung. Nào em sợ phải chỉ có một giờ này mà ăn mì tôm thì hết nấc. Dạ. Nào, chờ thôi. Đi 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 đi. À. Ôi tìm tàu. Sao mì tôm chất nhỉ? Cái mì tôm ngon như cái gì ạ? Thì nghe anh ấy. Ông mi. Cho nên là kia thôi. Ủa? Thành nữ hai người ngủ chung một người đây đúng không? À, phải em biết luôn đúng không? Đúng rồi. Ờ, chung à, cứ cùng giới tính thì ngủ chung, còn nam cùng giới tính ngủ chung. Ok. Chết. Bây giờ mình sẽ ngủ chung nha, ok, bỏ đồ xuống nè. Rồi mình đặt. Rồi, ok. Bỏ đồ nào, bỏ đồ nào. Các bạn đã tìm được nơi để ngủ lại. Mà đã quá thời gian rồi và em phải ứng tiền thêm nữa, cho nên các bạn trong phần này các bạn bị một hạt đậu. Ok. Yeah. Ô, ô, mình đi không cho phòng này một có ekip đậu 1 triệu. Trời ơi, em thì mỗi người một giường luôn, chỉ cần mình chia 2 người. 8 người, bà đây 9 người. Bao nhiêu? Ekip rồi.